công ty sản xuất vũ khí nhà nước của Ukraine tuyên bố sẽ trả 1 triệu đô la Mỹ cho ai bắt được một máy bay quân sự chiến đấu của Nga. Lời đề nghị này cũng dành cho các phi công Nga muốn đổi phe. Ngoài lời đề nghị trên, công ty vũ khí này cho biết sẽ trả 500.000 đô la Mỹ cho mỗi máy bay trực thăng quân sự thu giữ từ Nga. Trong lời tuyên bố đăng tải trên trang chính thức, công ty sản xuất vũ khí nhà nước của Ukraine nói, đối với các phi công của Liên bang Nga đã sẵn sàng tham gia chương trình, chúng tôi đảm bảo việc cấp quyền công dân cho bạn. Ngoài ra, để sử dụng cơ hội này, các phi công Nga cần đem theo khí tài quân sự và đầu hàng chính quyền Ukraine. Bạn và gia đình của bạn có thể trở thành những người giàu có, không còn nghĩa vụ phải thực hiện các mệnh lệnh kia. Bạn có thể trở nên tự do và giàu có về vũ khí, trong khi Ukraine có thể tự cung cấp vũ khí. Mỹ mới đây đã thông báo sẽ gửi vũ khí cho Kiev như một phần của gói viện trợ 12 tỷ đô la Mỹ. Ba Lan sẵn sàng chuyển giao ngay lập tức tất cả các máy bay miễn phí cho chính phủ Mỹ. Đây là một phần của nỗ lực cung cấp các máy bay cho lực lượng không quân Ukraine để đẩy lùi quân Nga.